cấp tốc bàn giao ngay trong đêm dàn loa G10 ngàn ấy phiên bản nâng cấp về cho gia đình anh L ở Vĩnh Lộc B Bình Chánh. Hiện tại mấy anh em Long Phát Audio đã đến nhà anh L, bây giờ mấy anh em đang chạy vào trong nhà anh L, sau đó xuống dàn loa lắp đặt căn chỉnh rồi test lại chất âm của loa cũng như là của hai mic tại nhà anh L ở Vĩnh Lộc B Bình Chánh luôn à. Mời cả nhà mình cùng đeo tai nghe vào để cảm nhận chất âm của dàn loa G10 ngàn ấy phiên bản nâng cấp hot nhất hiện nay. Trở lại em.